Tri thức tốt xin kính chào quý vị và các bạn. Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình xin gửi tới quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những tin tức hữu ích đến từ kênh Tin tức Tri thức tốt. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn đến với những thông tin chi tiết. Tổng quan tử vi nam mạng tuổi Tân Dậu, sinh năm 1981. Theo tử vi phương Đông, Tân Dậu nam mạng được sống trong đủ đầy từ nhỏ, đến lớn muốn tự mình tạo dựng cuộc sống, nhưng tính thường tự cao và phung phí. Những người tuổi này tạo ra được nhiều tiền của, nhưng nếu không biết cách chi tiêu hợp lý, thì rất có thể cuộc sống sẽ rơi vào cảnh thiếu thốn. Nên chăm chỉ, đừng quá kiêu căng, tự phụ sẽ gây dựng được sự nghiệp vững chắc, gặt hái được nhiều thành công, hậu vận nhờ đó được thảnh thơi, dễ chịu. Những người tuổi này có số hưởng thọ từ 72 tuổi đến 83 tuổi. Những người thật thà, lương thiện, làm nhiều việc tốt, tích nhiều phúc đức, tự khắc tuổi thọ sẽ được gia tăng. Tính cách người tuổi Dậu. Tuổi Dậu có nhiều ước mơ, hoài bão cao cả và họ luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực để đạt được quyền lực, địa vị vững chắc trong cuộc sống. Họ nổi tiếng là những người sống rất thẳng thắn và kiên định, có lập trường riêng. Bởi vậy mà tuổi Dậu được nhiều người ngưỡng mộ, kính nể. Người tuổi Dậu khi làm việc rất chăm chỉ, cẩn thận, chu toàn. Họ có thể đảm nhiệm nhiều vai trò, vị trí khác nhau và luôn hoàn thành công việc một cách xuất sắc. Tuổi Dậu thường là những người có tầm quan trọng, ảnh hưởng lớn với đám đông, cộng đồng. Mọi lời nói, hành động của họ đều được người khác tán thưởng, hưởng ứng. Tuổi Dậu là những người khá quan trọng vẻ bề ngoài. Họ dành nhiều thời gian để chăm chút bản thân. Những người này rất tự hào về cuộc sống gia đình hòa thuận của mình. Bởi vậy, sau những giờ làm việc căng thẳng, mệt mỏi, tuổi Dậu thường trở về với mái ấm yêu thương để bên cạnh những người thân của mình. Họ dũng cảm bảo vệ những người yếu đuối, sẵn sàng tranh luận mọi lúc mọi nơi. Tuổi Dậu tự tin cho rằng mình là người hoàn hảo, luôn dẫn đầu mọi người. Nếu có ai đó có ý chê bai, họ sẽ tìm cách giải thích và phủ nhận điều đó. Có những người tuổi Dậu rất hài hước, năng động, hoạt bát trước đám đông. Họ có thể nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển và khiến mọi người phì cười với những câu chuyện của mình. Cũng có một số người tuổi Dậu ít nói, họ có con mắt tinh tế, thích quan sát, phân tích hơn là giao tiếp với mọi người. Tuổi Dậu dễ nhìn thấy những sai lầm, khuyết điểm của người khác, nhưng họ lại ít thừa nhận những thiếu sót của mình. Họ đề cao giá trị của bản thân và hài lòng với những lời tán dương, khen thưởng. Cũng bởi tính cách này, mà đôi khi tuổi Dậu bị kẻ xấu tung hô, lợi dụng, hãm hại mà không hay biết. Khi làm việc, những người tuổi Dậu thường đi theo những khuôn mẫu quen thuộc, ít sáng tạo. Vì thế, trong nhiều tình huống bất ngờ, họ lại khá lúng túng và thiếu quyết đoán. Nam giới tuổi Dậu có vẻ bề ngoài hào hoa, phong nhã, thu hút được sự chú ý của nhiều cô nàng. Họ là người rất mạnh mẽ, sống có mục tiêu rõ ràng và luôn cố gắng hoàn thành giấc mơ tiền bạc, địa vị của mình. Tuổi Dậu nổi bật trước đám đông bởi tài khéo ăn khéo nói của mình. Họ giỏi trong việc thuyết phục mọi người. Nếu có ai ngoan cố phản bác lại ý kiến của tuổi Dậu, họ sẽ tranh luận đến cùng để chứng minh rằng mình đúng. Đôi lúc, sự cố chấp, bảo thủ của họ khiến mọi người không đủ kiên nhẫn để tiếp tục cuộc trò chuyện. Khi gặp phải khó khăn, tuổi Dậu tự xây dựng niềm tin cho mình để vượt qua gian nan thử thách. Họ cần có sự ủng hộ, động viên của mọi người để làm động lực cho chính mình. Những người này sống tự lập và hiếm khi nhờ cậy, dựa dẫm vào ai khác. Có quan niệm cho rằng tuổi Dậu sinh vào ban ngày thường năng động, hoạt bát, thích giao tiếp và có mối quan hệ xã hội rộng rãi. Còn những người sinh vào ban đêm, tính tình hòa hợp, ít nói, nghiêm túc và có phần nhút nhát. Đa số những người tuổi Dậu giỏi kiếm tiền và biết cách quản lý mọi việc. Trong gia đình, họ là người làm chủ, nắm giữ tiền bạc và quyết định mọi khoản chi tiêu. Họ tính toán thật cẩn thận cuộc sống tương lai của mình và những người thân xung quanh. Tuổi Dậu rất thoải mái trong vấn đề kinh tế. Họ sẵn sàng chia sẻ tài sản, tiền bạc của mình cho những người đang gặp khó khăn. Tuổi Dậu là những người sống theo nguyên tắc, kỷ luật, có khuôn mẫu nhất định. Khi làm việc, họ thường sa vào những lối mòn cũ kỹ, thiếu đi sự mới mẻ, sáng tạo. Tuy nhiên, sự cần cù, chịu thương chịu khó của những người tuổi Dậu đã giúp họ xây dựng lên một sự nghiệp vững chắc, ổn định mà không phải ai cũng có thể đạt được.
Về phương diện tình duyên hôn nhân, chuyện nhân duyên của Tân Dậu nam mạng được chia ra thành 3 trường hợp như sau. Những người sinh vào các tháng 5, 7 và 11 âm lịch có thể sẽ phải trải qua 3 lần thay đổi trong chuyện tình duyên mới đến được với bến bờ hạnh phúc của riêng mình. Những ai sinh vào các tháng 1, 3, 4, 8 và 12 âm lịch thì tình duyên phải trải qua 2 lần thay đổi mới tìm được bến đỗ cuối cùng của cuộc đời mình. Tân Dậu nam mạng được hạ sinh vào các tháng 2, 9 và 10 âm lịch sẽ là những người may mắn nhất. Họ không phải trải qua bất cứ sự thay đổi nào trong chuyện tình duyên mà sẽ sống hạnh phúc cùng ý chung nhân duy nhất của mình đến trọn đời. Muốn vợ chồng sống trong hạnh phúc viên mãn, tiền bạc luôn rủng rỉnh, không phải lo nghĩ về bất cứ vấn đề gì, công danh tiền đồ rộng mở, sáng lạn, thì Tân Dậu nam mạng nên lựa chọn kết duyên với những tuổi hợp về tình duyên và tài lộc như Tân Dậu, Quý Hợi, Giáp Tý, Đinh Mão và Kỷ Tỵ. Tình cảm vợ chồng vẫn mặn nồng, thắm thiết, nhưng tiền bạc chỉ ở mức vừa đủ chi tiêu chứ không dư giả để tích lũy. Khi bạn nên duyên vợ chồng với các tuổi Bính Dần, Nhâm Thân, Canh Thân và Mậu Dần. Kết duyên với những tuổi Nhâm Tuất, Mậu Thìn và Giáp Tuất, cuộc sống, quan điểm của nam mạng Tân Dậu sẽ có nhiều thay đổi để duy trì được sự hòa hợp và hạnh phúc gia đình. Vào những năm không tốt cho chuyện lương duyên 20, 22, 28, 32, 34 và 40 tuổi thì bạn không nên kết hôn, lập gia đình. Nam mạng Tân Dậu sinh vào các tháng 1, 3, 4, 5 và 12 âm lịch thường có số đào hoa, thường phải trải qua nhiều mối tình mới có thể tìm cho mình một nửa tâm đầu ý hợp. Về gia đạo và sự nghiệp, đường công danh của nam mạng Tân Dậu có nhiều thăng trầm, lúc bồng, nhưng may mắn về công danh, sự nghiệp được ổn định như ý muốn. Nếu biết nắm bắt cơ hội, sẽ nhanh chóng tạo dựng được cho mình quyền lực, địa vị trong xã hội. Gia đạo thì không mấy hòa thuận, yên vui. Tân Dậu cần biết cách kiềm chế bản thân mình, nhường nhịn và khéo léo ứng xử với người thân hơn nữa, để duy trì những mối quan hệ hòa hợp. Tuổi hợp làm ăn, Tân Dậu nam mạng nên lựa chọn những tuổi hợp với mình về đường tài lộc như Tân Dậu, Quý Hợi, Giáp Tý và Đinh Mão để cộng tác trong công việc thì mọi chuyện sẽ vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, dễ dàng thành công, mang lại nhiều lợi nhuận. Tuổi đại kỵ, dù trên phương diện kết hôn hay hợp tác làm ăn, tuổi Tân Dậu cũng nên tránh những tuổi đại kỵ để mọi thứ được diễn ra suôn sẻ, thuận lợi hơn. Đó là các tuổi Ất Sửu, Canh Ngọ, Tân Mùi, Đinh Sửu, Kỷ Mùi và Mậu Ngọ. Nếu chót lỡ yêu thương nhau rồi mới biết phạm tuổi đại kỵ và hai người vẫn muốn tiến tới hôn nhân thì không được tổ chức cưới hỏi rầm rộ mà chỉ được làm mâm cơm cúng gia tộc tổ tiên để được chứng giám, sẽ có cơ may chung sống với nhau đến trọn đời. Điều quan trọng hơn đó là cả hai bên cần phải biết nhường nhịn, vượt qua cái tôi để thấu hiểu đối phương nhiều hơn. Năm khó khăn nhất, Tân Dậu nam mạng sẽ gặp nhiều khó khăn, trắc trở vào các năm 23, 27 và 33 tuổi. Mọi chuyện phải hết sức thận trọng vào những năm này, đề phòng những chuyện bất lợi, đau ốm, bệnh tật hay tai ách bất ngờ xảy đến. Công danh sự nghiệp và tài vận không được hanh thông, chuyện tình cảm và gia đình có nhiều xích mích, mâu thuẫn. Những ý tưởng mới, những dự định lớn bạn nên để qua năm này rồi hẵng thực hiện sẽ thu được kết quả tốt. Vượt qua giai đoạn khó khăn này, tuổi Tân Dậu sẽ có được những bước phát triển vượt bậc, gặt hái được nhiều thành công. Ngày giờ xuất hành hợp nhất. Nếu xuất hành đi xa hay thực hiện những việc lớn, quan trọng, thì nam mạng Tân Dậu nên khởi hành vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng lẻ. Khởi hành vào khung giờ hoàng đạo này thì mọi chuyện sẽ được vô cùng suôn sẻ, thuận lợi, gặp nhiều may mắn, thu về nhiều kết quả, vạn sự như ý, đại cát đại lợi. Diễn tiến tử vi theo từng năm. Xem tử vi trọn đời từ năm 20 tuổi đến năm 25 tuổi. Vào năm 20 tuổi, nếu đi thi sẽ đỗ đạt cao. Năm 21 tuổi, chuyện tình cảm bị tan vỡ, nhưng không cần quá đau buồn, mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi. Vận may song hành cùng bạn trong năm 24 tuổi. Có đại hạn vào tháng 8 và tháng 10 năm 25 tuổi, cần tránh xuất hành đi xa kẻo gặp tai họa. Từ năm 26 tuổi đến năm 30 tuổi, năm 26 tuổi phải cẩn trọng trong việc kinh doanh, kẻo bị lừa mất hết tiền của hay đau ốm bệnh tật. Có chuyện đau buồn trong gia tộc vào năm 27 tuổi. Sang đến năm 28 tuổi, có quý nhân phù trợ trong công việc. Năm 29 tuổi khá tốt, có nhiều triển vọng cho bản thân cũng như công việc. Đến năm 30 tuổi,
có nhiều hay đẹp, nhưng cần chú ý giữ gìn sức khỏe kẻo đau ốm, bệnh tật vào cuối năm. Từ năm 31 tuổi đến năm 35 tuổi. Năm 31 tuổi và năm 33 tuổi có nhiều chuyện không tốt xảy đến. Hãy nhẫn nhịn, mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi. Năm 34 tuổi, vận may luôn theo đuổi bạn. Đến năm 35 tuổi, có tin vui về chuyện tình cảm. Từ năm 36 tuổi đến năm 40 tuổi, có thể nói đây là khoảng thời gian tốt đẹp nhất trong cuộc đời của bạn. Dù là làm bất cứ chuyện gì cũng đều giành được thắng lợi. Nếu biết nắm bắt cơ hội, tận dụng thời cơ, bạn sẽ xây dựng được cơ đồ cho cuộc đời của mình. Từ năm 41 tuổi đến năm 45 tuổi, vào năm 41 tuổi, cần chú ý giữ gìn sức khỏe, nếu không sẽ hay bị ốm vặt. Sang năm 42 tuổi, không nên quá tin tưởng ai, kẻo bị lừa hết tiền của. Bạn có vận hạn vào tháng 6 năm 43 tuổi, đề phòng tai họa có liên quan đến lừa. Năm 44 tuổi và 45 tuổi, mọi chuyện đều bình ổn, con cái có danh vọng từ sớm. Từ năm 46 tuổi đến năm 50 tuổi, công việc suôn sẻ, thuận lợi, thu được nhiều tài lộc vào năm 46 tuổi. Cẩn thận kéo mất của vào tháng 4 năm 47 tuổi. Hai năm 48 tuổi và 49 tuổi không có biến cố nào lớn xảy đến. Sang năm 50 tuổi, cần sát sao hơn trong quản lý chi tiêu tài chính, tránh hao tốn tiền của vào tháng 6 và tháng 7. Quan tâm đến sức khỏe và gia đình nhiều hơn, kẻo bản thân hay con cái bị đau ốm, bệnh tật vào tháng 5 âm lịch. Từ năm 51 tuổi đến năm 55 tuổi, cuộc đời và sự nghiệp thành đạt vào năm 51 tuổi, tiền tài dư giả, nhưng cần chú ý tháng 10 và tháng 12 không nên xuất hành đi xa hay thực hiện giao thương. Mọi chuyện đều bình ổn vào năm 52 tuổi và 53 tuổi, không có biến cố nào lớn xảy đến. Hai năm 54 tuổi và 55 tuổi khá tốt, tài vận vượng phát, có nhiều cơ hội thuận lợi cho công việc và sự nghiệp. Từ năm 56 tuổi đến năm 60 tuổi, vào những năm này, gia đình được yên vui hòa thuận, tài vận và công việc ổn định, cuộc sống khá giả, an nhàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại thời lượng của kênh Tin tức Tri thức tốt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp, mời quý vị để lại phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Quý vị vui lòng nhấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo để cập nhật sớm nhất những thông tin hữu ích nhất đến từ kênh Tin tức Tri thức tốt. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.